Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kinh y lược sống của tôi. Hôm nay là ngày 26 tháng 10, thứ Bảy, thuộc tuần lễ 29 mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo tin mừng Thánh Luca chương 13, từ câu 1 tới câu 9 và bài suy niệm sau đây. Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ca-ri-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Người lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilee đó bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilee ư? Ta bảo các ngươi không phải thế, nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống để chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo thật các ngươi không phải thế, nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Người còn nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kia, đã 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp rằng: thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng? Bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi. Ngợi khen Chúa Kitô. Các bạn thân mến, lời Chúa trong đoạn tin mừng của ngày hôm qua đã hướng dẫn chúng ta là cần phải biết nhìn xem những dấu chỉ bề ngoài hay những dấu chỉ của thời đại để phân định cho cuộc sống. Còn trong đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe hôm nay thì Chúa Giêsu cũng nói về dấu chỉ của thời đại, nhưng bằng cách đưa ra hai biến cố đau thương vừa xảy ra. Biến cố thứ nhất là quan tổng trấn Phi-la-tô đã giết chết một số người Ga-li-lê nơi đền thờ. Và biến cố thứ hai là tháp Siloe sập đè chết 18 người. Khi thuật lại hai biến cố này, Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rất rõ ràng: các ông tưởng mấy người Ga-li-lê đó tội lỗi hơn hết những người Ga-li-lê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloe đổ xuống để chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Thưa các bạn, sám hối là đề tài chủ yếu đã từng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sách Kinh Thánh, và cũng là điều kiện cần thiết nhất để chúng ta được tiếp nhận hồng ân tha thứ của Thiên Chúa. Qua hình ảnh dụ ngôn cây vả, chúng ta phải biết nhận ra giới hạn của mình và tích cực sửa đổi để được Thiên Chúa đón nhận và yêu thương. Người Do Thái thường có một quan niệm như sau: là mọi tai họa là hậu quả của tội lỗi. Như trong hai biến cố mà chúng ta vừa nghe trong đoạn tin mừng hôm nay. Tuy nhiên đối với Chúa Giêsu thì Ngài không nghĩ như vậy. Ngài giải thích một cách khác là những tai họa thảm nạn không phải là hình phạt của Thiên Chúa, mà là dấu chỉ cho một lời mời gọi để kêu gọi mọi người ăn năn, sám hối. Như vậy thưa các bạn, việc những người bị giết chết do bàn tay của Phi-la-tô hay bị tháp Siloe đổ xuống đè chết không được coi là cớ để chúng ta xét đoán và kết án người khác, mà phải được coi là dịp để duyệt xét lại đời sống của chính mình bằng tâm tình sám hối, để trở về với đường ngay nẻo chính
Chỉ có đi qua con đường đó, con người chúng ta mới xứng đáng với diễm phúc được làm con cái Chúa. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn vào các biến cố với niềm tin tưởng và tình yêu Thiên Chúa. Dù con người của chúng ta tội lỗi đến đâu, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, tha thứ. Ý thức về tình yêu ấy nên con người mới được mời gọi hoàn cải. Càng nhận ra tình yêu Thiên Chúa, càng ý thức về thân phận yếu hèn của mình và càng phải cảm thông và yêu mến người khác nhiều hơn. Sám hối trước tiên phải là sám hối trong cái nhìn về Thiên Chúa nhân từ, đồng thời thay đổi cái nhìn đối với người khác. Có lẽ một câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn. Là sau khi đánh tan một cuộc nổi loạn, nhà vua bắt những kẻ phản loạn về. Ông ra lệnh thắp lên một cây nến, rồi nói với họ, ai chịu đầu hàng và thề trung thành với ta thì sẽ được tha, bằng không sẽ bị giết. Các ngươi hãy suy nghĩ, khi cây nến tắt thì cuộc hành quyết sẽ bắt đầu. Thưa các bạn, Thiên Chúa cũng đối xử với mọi người chúng ta như vậy. Ngài cho chúng ta một thời gian gia hạn, tuy nhiên có một cái khác biệt quan trọng là không biết cây nến của đời mình có còn dài hay ngắn. Như người chủ vườn nho đến thăm vườn nho và đòi hỏi hoa trái từ cây ấy, Thiên Chúa không đến để nhìn một cây vả cuộc đời của chúng ta với những trơn tru không gai góc, nhưng Ngài đến là để tìm hoa quả. Đó chính là cách sống tích cực trên đời sống của mình. Tốt nhất, thưa các bạn, chúng ta hãy luôn biết sống khiêm nhường, thú nhận tội lỗi của mình, quay trở về với Thiên Chúa, hầu sửa sang lại cuộc sống của chúng ta cho ý nghĩa hơn. Và ước gì chúng ta biết sám hối quay về với Thiên Chúa bằng sự trung tín quảng đại và nhiệt thành phụng sự Chúa, để rồi chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Con ca khen lòng Chúa nhân từ.